Đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Tiếp tục nào. Xong trận thứ 3 rồi, thắng 3 trận rồi. Làm có 2 trận. Ê, sai trận thứ 4. Mẹ. Đây trận của mày trên nó ghi được số mấy? Đây 4 rồi. Ủa trận của tao cũng ghi được số 4. Thì nó trắng rồi. Nó... vào đi, rất cơ em mày. Tôi bảo bây giờ chỉ tao vào cho nó ăn kèo đi. Một chấm sành địa. Nè. Anh trai ơi, anh trai hơn một kia, cô hai em. Hai con luôn, húp nó trọn. Mẹ chúng ta có bị dối rồi. Nó phải đi nhé. Tôi thì được, nó cứ được không đâu đây. Cái tổ tiền thì nó không, nhà không. Nhà con này có lắm tiền. Ôi không vào. Ôi mà mẹ nó sao mà đẹp thế. Ui, có chết đen này hè mẹ, có chết đen, tỉ ghê mà nó. Hay quá, đây đâu rồi. Ơ, nó vẫn chết kìa, đủ mẹ, nó đấy rồi, con chủ. Bây giờ mày bán hàng ta cứ đi giờ đấy nha. Vì ta bán lại cho mày đây. Mẹ cho này một chấm hết. Ui, để chết cái. Tê. Bắn hộ nó gái. Chết cái mới đau rồi. Có cả con. Hay quá. Mẹ con cua này khô thật đấy. Đi xem giải thưởng ngay. Đi giải thưởng ơi. Ôi mẹ phải mang thước ra đây đo nó mới kỹ được. Không kỹ được là... nhìn vào mắt cắm mắt. Sắp thêm trận nữa đây. Không thêm nữa rồi. Đạt cấp nó phải xem. Xong. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Tiếp tục tô màu nhé các bạn. Lên, tiếp tục trận 5. Anh ơi. Rồi. Ờ còn 3 trận nữa thôi. Cố lên nào. Mà mẹ anh ơi. Tú lên nha. Sao được một ấy rồi. Ngon rồi nhanh lên. Ngon rồi mẹ. Ngon. Ngon rồi.
Nó chưa bật được thôi. Còn lúc 3 trận nữa là không được, nó hơi phí. 5, 1, 6, 7, 8. Bắn vào tao cái. Ghê quá. Mẹ nó không cho mình bắn à. Ôi dồi, nó vẫn tạp. Thì ghê mày nó. Ôi, đừng có một chấm, sợ quá. Mẹ một chấm này, đi một chấm đi. Nào, bắn vào đi. Ê, đừng bắn to anh ơi, em sợ, anh ơi đừng bắn to. Hi, con đường, anh em ơi. Bắn được đâu cái thằng mẹ, xôi. Chê, con chết cái rồi. Mẹ, em mất 8 rồi, mất 8 tiền rồi. Thôi một trận là mất 8 tiền, để leo tiếp. Thôi trận tới kiểu gì cũng mất nhiều hơn. Chứ ta. Thôi trận tới kiểu gì cũng mất nhiều hơn. Mẹ ngu lắm. Các bạn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nào. Anh ơi là anh kia ông quả thí đi nữa này. Nhưng mà bắn hết. Ôi xôi xong. À rồi, bắn bắn được. Mẹ mắt. Cái mẹ ơi. Hay lắm, không bắn được. Cần đi em ơi. Chết đi em đi, chết đi em đi. Chết đi. Ôi thôi. À, còn không bắn được. Ô bé buồn đầu. Cầm mẹ em. Đi in hè lắm hè bắn đi mày bắn vào tao cái mày bắn vào tao cái hè lắm chết đi em đặc cấp đặc cấp đặc cấp một like một like một like một like một like một like sub like ok lên sáu mười anh ơi 16 rồi đây hay quá anh ơi mấy năm rồi trận nên năm nhưng mà trận chơi trận thứ sáu mấy em trận thứ bảy này mấy ơi 64 rồi đấy được 31 điểm rồi bao nhiêu cô bắt đặc cấp chết cứ chết đen là thích rồi cô cái thằng là mẹ anh em ơi này mày lên dần dần nó càng leo vào cao này toàn một bắn hay nè, toàn leo vào cao thôi rồi. Lên nó càng hay mà. Ừ rồi, thấy thằng leo tầm 200 này này. Trời ơi, mày cũng khó được nó. Khó ăn lắm. Leo vào 200 thì hiểu vấn đề rồi. Bọn này khó ăn lắm. Thôi bắn ở đi, thôi bắn đi. Mẹ vai không? Gãy phun, cấp thật đây. Khoa đặc cơ, đi một chấm hết thì dở. Nãy giờ bắt mình cơn.